tiếng còi đã bắt đầu và trận hiệp 1 trận đấu giữa Nghi Phạm Holding và Song Hùng đã chính thức được diễn ra. Đường truyền ngang chính xác, Ngô Văn Tuấn rất hay, nhưng Luân Sư Phụ đã không thể dứt điểm đi vào khung thành. Trước đó là một tình huống thả quả bóng rất hợp lý đến từ Ngô Văn Tuấn. Đường truyền ngang, Đinh Kiên Trung khoảng trống, cú đá không chính xác đến từ Đinh Kiên Trung. Và dứt điểm vừa rồi bóng ăn quá nhiều vào má ngoài. Chỉ có một mình Quốc Bảo phía trên, cần thêm nhiều sự hỗ trợ. Quốc Bảo, và bàn thắng bất ngờ đã đến với Quốc Bảo và câu lạc bộ Trấn Thành. Một pha bóng mà thủ thành Trần Đăng Khoa đã có lẽ là giật mình với pha xử lý của số 9. Thủ thành bên phía Nghi Phạm Hồng Đình đã mắc lỗi khép góc. Luân Sư Phụ ở cột 2, Hạnh Âu Diều tách người, dứt điểm không được. Không hề có một pha phối hợp nào mà là pha đá thẳng. Thủ thành Võ Văn Ý đã chơi cảnh giác. Đây là Huỳnh Kesley, rất có Kesley. Đẳng cấp của Mgoru từng rất nhiều lần nâng chức quốc vô địch của V-League. Lại là phản công Hoàng Sa Vi. Hoàng Sa Vi không có bàn thắng cho số 8. Cú đá đã chạm vào cột dọc. Cú bóng hay đến từ Nam Bự. Luân Sư Phụ giờ thì không thể lệch được nữa. Huỳnh Kesley là người đã mất tập trung và Luân Sư Phụ đã trừng phạt tình huống mất bóng của số 7 bên phía chân tình bằng một cú đá không thể cản phá. Rất từ tốn. Phùng Trọng Luân đang áp sát, mất bóng rồi. Phùng Trọng Luân quá bình tĩnh nhưng lại là cột. Không thể hiểu được, thật sự là không thể hiểu được. Thoát đi hay, Huỳnh Kesley. Góc sút đã bị hẹp lại nhưng vẫn còn Đinh Kiên Trung. Cơ hội vẫn còn. Không thể vượt qua được Nam Bự ở tình huống tiếp theo. Huỳnh Kesley yêu cầu rằng phải có penalty cho Trấn Thành. Đây là Kim Thuận. Kim Thuận dứt điểm. Một pha xử lý táo bạo của số 18, người vừa được đưa vào sân từ băng ghế dự bị. Ngô Văn Tuấn, Phùng Trọng Luân, 1-1, Phùng Trọng Luân. Quá nhiều cơ hội trong ngày hôm nay dành cho Phùng Trọng Luân nhưng anh lại không thể tận dụng được nó. Sút xa, pha chạm bóng đầu tiên của anh Tuấn sau khi vào sân. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã được vang lên. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.